Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả phút phi lao gió thổ. Tôi là Nguyễn Văn Thái. Tại diện tích cà phê của anh thì em thích cà phê ở đây là của tôi là hơn 5 xào, 2 tấn rưỡi. Tham gia 4C từ năm ngoái, tháng 7 năm ngoái. Báo cáo với anh là tôi được đi tập huấn cà phê bền vững và sạch môi trường. Về thì tôi cũng thực hành một số cây, rồi tự tay tôi cũng thấy chăm sóc là cây năm nay nó cũng thấy phát triển mạnh. Chín là tôi về đấy, còn bao đó chín thật chín lúc bây giờ tôi mới hái đại trà. Cũng vận động một số anh bà con ta tham gia và 80% là bảo tôi là thôn phó ở thôn này. Mong mỏi của bà con tức là làm sao mà phát triển thêm được nữa, giữ vững được cái truyền thống trước và cũng như là sau. Ví dụ như là cách bỏ phân này. Trước khi chưa tham gia vào 4C với bây giờ tham gia vào 4C rồi thì cái thuốc bảo vệ mình là tăng hay giảm? Dân ở khu vực này là hầu như là xịt thuốc rất ít, hầu như họ chăm bằng phân với cành trồi kỹ. Không có xài thuốc bảo vệ thực vật. Vâng, đây như nhà này bên cạnh này họ xịt mỗi một năm thì một lần. Họ rất ít lạm dụng thuốc, tại thứ nhất là những ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói người ta là ví dụ đi tham gia 4C này mình có lợi trước mắt là mình học hỏi nhiều cái, ví dụ nếu mà đi được đi hội thảo đi học hỏi cách làm canh trong bón. Vâng, cảm ơn anh.